kiếm câu hát cho nó xôm chợ nhé. Nào ai hơn ta cõi trần gian, tớ chỉ hơn ai có cái nhàn, tay gậy vai mang hòm sư nghiệp, giò lần chân lận bên giang sàn. Một hạ vô nhân chúng anh đây, một hạ vô nhân nghe lòng xuân anh mới giạt rào, dù em mặt phấn má đào. Mặt phấn má đào mà dù em mặt phấn má đào, rừng cái rừng rừng anh cũng chẳng thèm trông làm gì. Em lấy anh cho đi trước làm vì tay thì bạc chiêu, tay thì quàng vai vén cái cánh tay để sờ trốn em ngồi. Cái đàn ai mang chứ ai ơi, thương kẻ dở dang miệng ca mà tay gầy, khúc đàn tương tự ấy chẳng yêu chẳng nể mà chẳng vì. Gì thế? Một vài ba nàng tiên. Gì thế nhỉ? Úi giời ơi, bác ơi, ơi, em bảo này, cãi nhau bác ạ. À. Ồ, cãi nhau hử? Vâng. Là cái chi chứ gái tình, là cái chi yêu nhau phải bảo đường đi lối về, chứ đôi ta chót nặng lời thề. Chót nặng lời thề chứ đôi ta chót nặng lời thề, đường xa dắt díu đi về có đôi, chứ tới đâu người đứng ta ngồi thì
ở cho lành chứ ai ơi, ăn ở cho lành chứ ai ơi, ăn ở cho lành. Ôi giỏi bác ơi. Cái gì thế? Em bảo đây. Hai vợ chồng cãi nhau một lúc, thế là kéo nhau về hết rồi bác ạ. Là cái chi chứ cái tình, là cái chi yêu nhau phải bảo đường đi lối về chứ đôi ta chót nặng lời thề chứ đôi ta chót nặng lời thề chứ đôi ta chót nặng lời thề.